Dù các tuyến xe khách nội tỉnh đã được hoạt động trở lại trên địa bàn tỉnh, nhưng do những hạn chế trong quy định phòng chống dịch và lượng khách thưa thớt đã khiến cho các chủ xe e dè trong việc hoạt động trở lại. Thậm chí là một số tuyến xe đã phải ngưng chuyến sau một vài ngày hoạt động không đạt được lượng khách như mong đợi. Ghi nhận tại bến xe khách thị xã Bình Long, dù các tuyến xe khách nội tỉnh đã được hoạt động trở lại từ nhiều ngày qua, nhưng bến xe vẫn rất vắng vẻ. Quản lý bến xe cho biết bến xe này hiện chỉ có các xe tải vận chuyển hàng hóa tập kết. Còn lại, các chủ xe khách vẫn rất e dè trong việc khởi động lại các tuyến xe. Bởi lượng khách đi lại hầu như rất ít, không đủ để bù lỗ cho các chi phí. Thậm chí, tuyến Đồng Xoài - Bình Long sau khi hoạt động lại vài ngày đã phải ngưng chuyến vì thu không đủ bù chi. Hoạt động các tuyến đường ở nội tỉnh lại thì hiện giờ các tuyến xe đó thì cũng chưa có đảm bảo được cái lượng hành khách, nên cái việc mà vận hành lại thì nó cũng chưa có được đảm bảo tốt. Rồi, tuy nhiên thì cũng có một số các ngoài tỉnh họ xin liên hệ về vấn đề mà để vận chuyển cái lượng khách hoặc là vận chuyển hàng hóa về khu vực của tỉnh mình. Thì tuy nhiên bến xe thì cũng vẫn thực hiện và chấp hành theo quy định của cấp trên, là những tuyến đó mình chưa có thể cho hoạt động để đảm bảo được trong công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, việc đóng cửa quá lâu đã ảnh hưởng đến tài chính của các bến xe và khiến các doanh nghiệp vận tải gặp nhiều khó khăn. Hiện người dân và các doanh nghiệp vận tải đang rất mong mỏi được mở lại các tuyến vận tải hành khách, không chỉ là nội tỉnh mà còn là liên tỉnh. Bởi đi lại thông thoáng, tốc độ phục hồi kinh tế sau đại dịch sẽ càng nhanh hơn.